Xin chào các bạn. Xin mời các bạn tiếp tục đến với diễn đàn Vì sao tôi tình nguyện nhập ngũ. Câu chuyện thứ tư, noi gương anh trai tình nguyện nhập ngũ. Những ngày đầu xuân Quý Mão, ngôi nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Hữu Sang ở thôn Trật Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương có đông người đến chung vui vì ít ngày nữa con trai thứ hai của ông là Nguyễn Hữu Trường sẽ lên đường nhập ngũ. Mặc dù thuộc diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự vì có anh trai đang tại ngũ ở lữ đoàn 490 binh chủng pháo binh, nhưng Nguyễn Hữu Trường vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, chia sẻ với chúng tôi về lý do muốn tham gia nghĩa vụ quân sự. Trường cho biết: từ nhỏ tôi đã muốn sau này lớn lên trở thành người chiến sĩ quân đội. Ước mơ ấy càng cháy bỏng khi năm ngoái anh trai tôi trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Tôi muốn giống như anh trai, được góp một phần sức trẻ để bảo vệ tổ quốc, sau đó mới tính chuyện lập nghiệp. Vì vậy, học xong lớp 12, tôi xin phép bố mẹ tham gia nghĩa vụ quân sự. Tôi rất vui vì bản thân đủ điều kiện nhập ngũ đợt này. Mặc dù rất bất ngờ trước quyết định của con trai, nhưng khi nghe Trường tâm sự về mơ ước của bản thân, ông Sang và gia đình đều đồng tình ủng hộ. Ông Sang chia sẻ: tôi mừng vì con còn nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chững chạc. Môi trường quân đội tuy gò bó, kỷ cương, nhưng đây sẽ là điều kiện tốt để con rèn luyện trưởng thành và sớm tự lập cuộc sống sau này. Gia đình tôi rất hãnh diện và tự hào khi con sống có lý tưởng, hoài bão. Ngày hội tòng quân đang đến gần, những ngày này Trường luôn sống trong niềm hạnh phúc, tự hào khi thường xuyên được cấp ủy, chính quyền địa phương, người thân, bạn bè đến nhà động viên thăm hỏi và biểu dương trên loa truyền thanh của xã. Trường trở thành tấm gương, nguồn động lực để thanh niên xã nhà học tập noi theo, cùng hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với tổ quốc. Bài và ảnh Nguyễn Trường.